bên này. Lộn nữa, con nữa đó. Chỗ này ba cái ta để ba cừ vậy, cái đống chầm gì cái hú này. Cừ có xèo hài chẳng là mau. Cái gì? Đây đó trên bên bản bên cấp 5 á. Ngoài. Năm mình đi Tết này. Đó. Quay gần, quay gần. Cà rô. Nhỏ mà có vỏ, mập lù, uống luôn. Cái gù gừng. Kha dính rồi kìa. Sắp hết mồi. Trời ơi, cái dính đẹp lên lựng ơi lên. Đồ lưới à. Một nhóc. Bự trời, quá thì bự luôn. Giác mồi qua thì kêu mua thêm đúng không chị? Mua dạ dạ chơi của cháu có nước tiếng quá hơn mì mấy ngày thôi về ngoài luôn chứ. Về làm mồi là xử dừa luôn rồi đó. 3:40 vậy. Anh dịch con cá nó ít chảy hơn cô em. Rồi nó cứng hơn. Còn kia là ông đi dở lên là dính luôn à. Cái dịu, cái độ dịu nó có. Cái đọt nó phải hơi quằn quằn chút. Thằng đó nó có xài điện thoại không biết. Không. Để nhà. Cái này sao kiếm nó được. Nó bơi và mình chịu khó lội. Để chi về để câu không dính mình về còn dính còn câu. Thì còn dính mình đi gần nó luôn. nó bữa nào tệ nhất là phải 300.000. Đây, chút xíu vậy mà câu cái kilo đó hả? Cả gì ta? Hết mọi rồi. Mấy này câu dế cũng hết luôn rồi. Đụng cái gô của trời. Hả? Gỉ xuống nhả kìa. Chừng cái chốt đó. Cá bự đớp mồi nhanh lắm ha. Đó. Cá là chắc nhỏ. Đó. Nhẹ nhàng. Để phía bên trái nè, bên trái từ đây nè. Để bên phải nè. Cái này gọi là siêu. Cá bự không à? Ở Thái Bình chú ơi. Dạ. Thì con ở đâu mà con đi theo con quay phim? Con cũng ngoài đó luôn. Dạ. Cái này gọi là khoái đi chơi, quay lại coi chơi. Cái lớn nằm ngoài xa. Thấy không? Trên bờ không thấy. Trên bờ không thấy ụt. Vậy đó. 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 Dễ vuột được. Còn nhiêu mồi đủ không? Ồ, đây mà chịu câu đủ mồi kìa ha. Biết nhiều nữa. Bữa nào về cứ chạy ra Thái Bình đó, nó về chợ nó nào có nó ra Thái Bình, ra Thái Bình cái nào nó về đi mình nè, không đi Thái Bình là đi bao nhiêu tay tại. Còn cá bự, cái gô bự dưới thịt. Thứ tư chứ về ngoại. Bữa này bây giờ nè, thứ tư giao chứ được không? Dạ, tháng thứ tư. Thứ ba không câu. Quơ lên nè, quơ lên nè. Ừ. Xào lên cây kìa. Bây giờ gì cái gì bự gì? Cái trôi hả? Mè. Mè đây nha. Xuống nhà xuống đây. Dạ. Bây giờ thứ ba con dao xuống đây. Được không? Chưa thứ ba về cái con đồng quá theo bự luôn. Đây thứ ba con dao. Chú mua chú đồng bà chứ. Dạ. Cái này đi khoảng 150 à. Rồi vậy ha. Dạ dạ đó ha. Rồi. Giữ không? Câu đời lấy câu đi. Ngồi luôn câu. Máy. Nó có bự. Hả? Rút một câu giùm tôi, thảy nguyên cái cặp lên luôn. Có lưỡi sẵn. Ngọn chỗ giật không hả? Mà giật cái tao quay. Quay chút. Mùi tép cũng ăn. Tép cũng ăn luôn thôi. Chơi. Hút cội gì không ăn cũng ăn. Nè, tép nhóc chân nè. Ông nội ơi. Mình móc cục nhỏ nhỏ thôi, tiết kiệm mồi. Trời ơi, móc gì bự. Tép không hư dân kìa. Thì kệ nó còn như đỡ nhiêu mày. Đó. Một nước chảy vô nó lại nó còn nhiều nữa. Không vô hay không? Ừ. Chút đi thôi. Hả? Chút đường này. Chút nha. Nãy 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 này ục nhồi chân. Không vô cái nó bỏ nó để ăn. Ủa cái câu giật kể câu luôn trời. Gãy câu luôn. Thấy ăn gì nữa đâu trời. Mà không có làm ca nào đâu sớm. Ừ vậy rồi đụng quýnh hai ba chỗ mới về. Còn hai cái cháu mình làm cho bà cháu mình làm xinh xúc nha. Nó vậy đó. Trời, bộ nó giật liên tục của mình con ăn. Ừ. Anh không ăn chứ em không ăn. Không thì con ngồi ngủ. Đã biết cá cá chú ơi. Nhưng mà có cái ngồi cái mỗi người có năng thiếu. Ừ. Người có thiếu. Có sát gái chứ không sát cá. Giờ coi sát cá. Đúng rồi. Cái đó bằng ba cái kia. Ừ. Mày bước qua nó cọp cây trong cái gốc gốc cây này, cái đây nó ụp ụp gần đó, mày thấy không? Câu đi câu dần đi, câu cá rồi có cái gô mày câu đi. Ủa hay thiệt nó thối chứ đó là cái gô này nhậu bá cháy luôn. Chiên xù lên. Trời ơi nó chiên thấy thằng câu thằng quay là này. Tại sao thấy ụp trước mặt phải không? Như là rồi anh em mình được mày có một cái chung. Thấy ngoài xa nữa. Ông nghệ cho đi bác. Ở đâu không? Ngang đây nè. Xong đó. Ổ bình chứ. Bây giờ bắt vợ được không sao? Vợ cũng dẫn đi này nó mệt quá mày. Bơi vô đi, bơi vô đi. Ở trong hả? Quá trời ơi. Không mình ngắm từ từ năng. Hụt lừ chứ. Tôi chỉ đợi nó nuốt thôi. Ngậm tôi cũng không chịu nữa. Tôi chỉ đá. Đã sâu xuống. Mương này chỗ này sâu. Thả kéo lên. Thấy càng câu đó là vậy đó. Nhịp nhịp đã. Mày thấy gì nó bỏ cho mày sao? Cởi quần ra buộc hai ống lợi dục vô. Tầm cái ào. Cởi quần ra buộc hai ống mà. Sao? Ba đứa câu với con cành. Không câu nữa mà không bị dướng bị phiên. Cái này thăm cái mình cần nói không? Rồi về thôi. Đổ. Đổ nước vô nữa. Không. Quá. Nước nhiều. Cái gì? Cái lóc chết hả? Để đó. Lấy cái cống đá trên cái thềm đó giùm mấy. Cống đá gì bà? Về thôi. Tối rồi. Đấy, quá. Mới đầu sáng thì tới lúc hồi nãy ông lại nằm ngủ cá đâu. Đâu có cá đâu câu.